XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các bạn đã đến với video của X-Channel. Nếu như những đại diện trong phần 1 chưa làm chúng ta thỏa mãn về sức chống chịu nước, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những con quái vật có khả năng lặn ngụp rất sâu dưới lòng đại dương. Và cái tên mở hàng trong video ngày hôm nay chính là một đại diện đến từ ngành sản xuất đồng hồ của Đức, một thương hiệu không quá là quen tai, Sin, chiếc đồng hồ Sin UX. Đây cũng là một chiếc đồng hồ giống như chiếc Bell & Row Hydromark trong phần 1 chúng ta nhắc đến. Giống ở điểm đây là đồng hồ lặn dùng máy pin với bơm chứa dầu bên trong để chống lại áp lực nước, và độ sâu mà nó có thể chống chịu thì được truyền thông lên đến 12.000m. Những chiếc đồng hồ như thế này của Sin thì dùng loại thép giống như là loại thép làm cho tàu ngầm Submarine Steel. Và với loại thép này thì nó đã trải qua một quá trình chế tác đặc biệt và đạt đến độ cứng là 1.200 Vickers. So sánh thì nó cứng gấp 6 lần với thép thông thường chỉ là 220 Vickers mà thôi. Và khá tự hào khi Sin UX đã là chiếc đồng hồ trúng thầu được KSM là lực lượng đặc biệt của Hải quân Đức lựa chọn, vượt qua những đối tác khác ví dụ như là Panerai hay là IWC. Và đúng là một chiếc đồng hồ hoạt động của quân đội, cho nên sức mạnh của nó khá là kinh ngạc. Nhiệt độ hoạt động của nó trải dài từ âm 20 độ C đến 60 độ C. Nó sử dụng máy ETA 955.652 với pin có thời lượng 7 năm, kính tinh thể sapphire chống phản chiếu, đường kính 44mm, độ dày 13mm, khối lượng 105g, rất tuyệt vời với một chiếc đồng hồ chống nước và giá của nó là 2.000 USD. Nếu như chúng ta không thích đồng hồ Thụy Sĩ, không thích đồng hồ Đức thì có một thương hiệu đồng hồ nữa của Mỹ cũng là một thương hiệu đồng hồ có khả năng chống nước rất tốt, chiếc Technomarine Abyss. Là một chiếc đồng hồ pin thì đây cũng là một chiếc đồng hồ sử dụng dầu silicon để đạt được chỉ số chịu nước lên đến 12.000m. Và thậm chí thì hãng còn truyền thông nói rằng chiếc đồng hồ này đủ sức mạnh để có thể sống tốt ở cả khe vực Mariana ở phía Tây Thái Bình Dương, có độ sâu khảo sát là 11.033m. Điểm trừ đương nhiên là thương hiệu không quá lớn mạnh, thế nhưng điểm cộng của nó thì đây lại là chiếc đồng hồ có mức giá phải chăng nhất trong bảng xếp hạng. Nếu chúng ta muốn sở hữu một chiếc đồng hồ chống nước được 12.000m thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 600 USD và đây chính là chiếc đồng hồ có giá tốt nhất trong bảng xếp hạng ngày hôm nay. Cái tên tiếp theo thì là một cái tên rất nổi tiếng trong ngành đồng hồ nói chung lẫn như là ngành đồng hồ chống nước nói riêng, chiếc Rolex Deep Sea Challenge. Với chiếc đồng hồ này thì đã có rất là nhiều câu chuyện về những mốc thời gian trong quá khứ thể hiện việc nó đã chống chọi nước tốt như thế nào. Vào ngày 23 tháng 1 năm 1960 thì một chiếc thuyền mang tên Twister đã có chuyến hành trình lịch sử lặn xuống độ sâu đến 10.908m, và chiếc đồng hồ Rolex thì đã là một trong số những vật cùng với chiếc tàu ngầm này lặn xuống đáy biển. Tiếp đến là năm 2012 thì James Cameron là một nhà thám hiểm ngôn ngữ địa lý quốc gia trên tàu Deep Sea Challenger thì một lần nữa thám hiểm Mariana, và lần này thì đương nhiên một vật không thể thiếu đối với ông đó chính là chiếc Rolex Deep Sea Challenge. Qua suốt những quá trình thử nghiệm không thể thực tế hơn thì chúng ta đã thấy rằng Rolex Deep Sea Challenge đã chứng tỏ rằng mình có thể hoạt động được ở độ sâu 12.000m suốt 7 giờ liên tiếp dưới đáy biển. Và chiếc đồng hồ này còn khẳng định được đẳng cấp của mình khi vẫn tiếp tục là một chiếc đồng hồ sử dụng máy cơ. Bộ máy nó sử dụng là 3135, nên trên thực tế thì sức mạnh của chiếc đồng hồ này đã phá được kỷ lục của CX Swiss Military 20.000 feet. Để chống chọi được với một sức ép cực kỳ lớn như vậy ở dưới lòng đại dương thì ngoại hình của nó cũng vô cùng hầm hố. Nó sở hữu đường kính mặt là 51.4mm, độ dày 28.5mm, nắp lưng bằng titanium dày 5.3mm, kính tinh thể sapphire dày 14.3mm. Và xin chia buồn với tất cả những ai hâm mộ dòng Rolex Deep Sea Challenge, bởi vì chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ không bán của Rolex. Trên đây là những đỉnh cao của ngành chế tác đồng hồ nói chung cũng như là ngành chế tạo đồng hồ chống nước nói riêng. Có thể nói là chúng ta không bao giờ sử dụng đến những chiếc đồng hồ này trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng khi sở hữu những vật phẩm như vậy, nó thể hiện được tính sáng tạo cũng như đẳng cấp của người dùng. Các bạn nghĩ sao về những chiếc đồng hồ này? Hãy để lại phần comment bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video của X-Channel. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.